Tiểu thơ cho phép em kéo cửa ra. Không, ta không muốn nhìn trời, ta không muốn. Có chúa công và hoàng hậu ngự viếng tiểu thơ. Tiểu thơ cho phép em mở cửa ra chứ. Đóng cửa thì đứt đầu à. Chúa công và hoàng hậu vạn thuế. Con đánh đàn đó à? Tâu dân. Âm nhạc cũng giúp cho người ta quên nỗi phiền muộn được lắm. Vết thương của con đã lành hẳn chưa? Thưa chúa công, đây. Đó, hậu thấy không? Mặt hoa da phấn như vậy mà nó hủy hoại nhan sắc của người ta như vậy, cũng tại hậu một phần. Đàn bà nào cũng thương con một cách mù quáng. Lệnh nào của chúa công ban ra, thần thiếp có dám nghịch ý đâu. Phải chi xưa kia hậu sanh cho ta thêm một cái nữa thì thật là hay. Thật dễ xử vô cùng, có đâu ta phải khổ đi nhọc lòng. Sanh gái hay trai là do nơi số mạng, thần thiếp cũng muốn làm vừa ý chúa công. Nhưng nghĩ cho cùng hiện giờ cũng là toàn vẹn, ta chọn dâu rồi thì coi nó như con ruột. Nếu là con ruột thì ai nói làm gì. Ngũ châu nó là tên khốn nạn, sẽ bị xóa tên trong hoàng tộc. Hiện nay con nó đã vui cùng tiếng mõ hồi chung, sao chúa công vẫn chưa được hài lòng, trong khi thiếp đã dằn được nỗi nhớ nhung. Đến chết ta cũng chẳng hài lòng, từng tuổi này mà phải khổ vì con. Ngày xưa cha con bé này đã đông sông tây đục, vợ chồng ta mới có cái cơ nghiệp hôm nay. Bây giờ người đã cởi hạc quy tiên, ta những mong làm cho nó hạnh phúc, để dưới suối vàng bạn cũ được hạ lòng. Nhưng không ngờ thằng Vũ Châu quá tệ, một đứa con hư, một tên phản thần, một người tình cố chấp. Sau 3 năm học đạo, cô mong rằng thế tử sẽ hiểu biết cho cô. Chắc vết thẹo này làm cho con nhớ Ngũ Châu lắm, và nhớ cả người tự tay gây ra nó. Còn con nghĩ sao về thượng tướng Nguyên Bá? Vết thẹo này đã giết một người, và cũng chính vết thẹo này đã làm sống lại một người trong lòng con. Chúa công không tin lòng con. Ta không tin con thì tin ai? Nhưng sông núi còn đổi dời thì lòng người trách sao không biến chuyện. Lòng giả nào mà chúa công nói đùa? Đùa. Hậu, hậu nên nhớ, từ câu này về sau, mỗi lời ta nói ra là sự thật, là dính líu tới vận mạng của một số người. Thủy Cúc. Giả tỷ như thế tử Ngũ Châu đã ra người thiên cố, thì cuộc đời con rất khổ. Khổ gì bằng cái khổ mất người yêu, mà âm dương đã vĩnh viễn chia lìa. Con hãy coi như đã mất Ngũ Châu, cuộc đời có thay đổi gì đâu. Hãy có sanh tức là có diệt, có trùng phùng thì sẽ có chia ly. Con xét mình không có tội gì, hoặc là không xứng đáng với hoàng gia, thì dẫu cho buồn khổ công cùng, con bằng lòng xa lánh đế kinh. Không, chỉ có Ngũ Châu mới không xứng đáng với con. Nó đã chết rồi. Chúa công, ta không biết nói đùa. Ta đã hạ lệnh cho Đông Sơn Thiền Sư cắt thủ cấp nó. Nay đã đúng kỳ hẹn 3 ngày, nếu không đến tức là có âm mưu dối loạn. Tâu chúa công, có hòa thượng Đông Sơn xin ý kiến. Bảo ta gọi tới đây. Hắn đã y lệnh. Ít ra đó cũng là tinh thần hiệp sĩ. Nếu quả thật Ngũ Châu đã chết, thì chúa công đã ra lệnh giết thiếp còn hơn. Chúa công và hoàng hậu vạn tuế. Những người này họ đang cho là ta nói đùa đây. Khanh hãy cho ta biết Ngũ Châu đâu rồi, sống hay chết. Tâu chúa công, tạ ơn chúa công đã tha cho kẻ phản thần già nua này.
Hạ thần không dám trai lĩnh lần thứ hai, nên đã cắt thủ cấp ngũ châu, đem về trình lại chúa công. Thì hãy trình thủ cấp ra cho mọi người được xem qua, để họ biết lệnh của ta không phải cất đùa. Đi suốt ba ngày đường, hạ thần phải đóng thùng cho khỏi có mùi hôi. Nếu trình cho chúa công thật là bất tiện, vậy xin người cứ hạ lệnh đem chôn. Các canh cho ta là phường ngu dại, muôn bài trò gạt gẫm nữa hay chăng? Thủ cấp có hay không, hãy đem vào đây ngay. Tù nhanh lên. Ngũ châu nợ, nợ thì cút vào trong. Chú công, chú công nợ giết con tôi rồi. Con của hậu chứ không phải con của ta. Hậu là người, còn ta là cầm thua. Chúa công không phải là cây là đá, sao lại hạ lệnh giết con cho mình tuyệt tử, cho hiu quạnh cung xuân, cho lạnh lẽo ngay rồng. Cho trái tim cô yêu không còn chút y máu hồng, cho từ nay mỗi sáng không có tiếng ngũ châu vang ngang phủ vương cùng mẫu hầu. Đêm về không còn ai để bàn luận chuyện nước nôn. Nhưng thà không coi chớ có mà làm chi, cây thư bất hiếu nhi nó sẽ làm điên đảo núi sông này. Đông Sơn Hiền Khanh, ta đã làm cho cửa thiền nhuộm máu, ta đã đắc tội với Phật, ta buộc Khanh chặt thủ cấp của ngũ châu. Ta có lỗi với Khanh. Chúa công quỷ bỏ công mang nặng đẻ đau của một người mẹ. Chúa công đã chia cắt mối tình đầm thắm của bọn đầu xâm. Rồi từ nay giữa hoàng cung bao la quạnh quẻ, nỗi khổ đau kia sẽ dài dò chúa công vàng tiếp trong lúc. Ngũ châu, ngũ châu con ơi, con chết đi sẽ để khổ để đau cho mấy người còn sống. Những tên nghịch tử phản thần, nếu ta thương mi thì sau này tâm họ sẽ lầm than. Con nó đã chết rồi, chúa công còn giận nữa làm gì? Hãy để thiếp lo cho con mồ yên mà đẹp. Thị vệ, hãy đem quan thủ cấp này xuống sông. Chưa không. Diệu hoàng hậu về cung. Thiền sư dường như Khanh xúc động, dẫu biết đời là biển dâu mắt còn vốn sự thường, nhưng thà là đừng có nó 18 năm nay. Thiền sư ơi, ngài hãy cho phép tôi khóc trước mặt ngài. Tôi khóc vì tôi không bằng.
loài vượn sông trên rừng, tay ẩm con trên cành, tay vuốt chòm lông tơ. Chẳng may vượn mẹ bị tên, còn biết khóc với con, răng cho con bu thật nhiều rồi mới chịu buông tay. Vì chăn dắt muôn dân, chúa công bị bổn phận buộc ràng, sông trong thước ngọc khuôn vàng, nên chẳng còn sinh tu tự do. Ôi ngai vàng và điện ngọc, ta quan hận nó đã nhiều, khanh hãy liệu cách nào ta từ bỏ nó được chăng. Bà, sao bà lại vào đấy? Mà bà vào đấy để làm gì? Tôi đi kiếm con tôi, Tiêu Kim Yến. Sao không biết con tôi? Tôi đã hầu hạ nó và biết được rằng nó sắp là phu nhân qua khắc lự. Trời ơi! Kìa bà, sao bà lại thán thốt? Sao bà không mừng khi nghe tôi báo một tin vui? Ông muốn tôi nên vui cái vui gì đấy? Vui cái vui của một bà mẹ thấy con mình yên bề gia thất, hay vui khi nghe con quên thù giống quốc, trao thân cho kẻ thù đang dài đạp quê hương? Bà nên vui cái vui của một bà mẹ nuôi cho con nó trắng da dài tóc, má đỏ môi son đã làm mềm lòng sắt đá của viên dũng tướng đài mong. Để bước chân lên trên gấm lụa huy hoàng, làm một mệnh phụ phu nhân, ngất ngưỡng trên ngôi cao. Thật bà khéo dạy dỗ con, khôn ngoan biết chọn một con đường, tạo cuộc sống son vàng, xa lánh cảnh lầm than. Có phải ông muốn mỉa mai tôi không biết dạy dỗ con mình, để cho nó hèn tìm mà kẻ thù mà trao thân? Không, tôi chỉ muốn lời khen, bà đã khéo dạy dỗ con bà, biết tìm lẽ sống cho riêng mình, quên mối thù quê hương. Ông ấy cho tôi gặp con tôi để tôi hỏi nó tại sao âm giàu sang mà quên hờn dân quốc, trong khi cha mẹ quê hương vẫn nặng lòng thương nó vẹn thâm. Dù lòng mẹ lúc nào cũng thương con như xương thịt của mình, nhưng nếu nó giống tình đất nước thì thà là tôi xuống tay hạ sát nó đi. Tôi chỉ thèm nhìn hạnh phúc của con tôi bên cạnh một người chồng Tây Hải hiền lương chất khi phát, thì dầu chết đi tôi vẫn yên lòng nhắm mắt, không sợ miệng đời nguyền rủa miệt khinh. Theo tôi nghĩ, con của bà được cao sang thì bà nên hãnh diện, chứ tại sao lại sợ bị miệt khinh? Dù con tôi mất cha khi còn nhỏ dại, nhưng tôi luôn thay chồng để dạy dỗ con tôi. Nhưng ông là ai? Có liên hệ gì đến mẹ con tôi mà giọng nói như giận hờn trách móc? Tôi là ai?
Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi màu về từ cõi chết. Với quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn bây giờ tôi chỉ là một bóng ma thôi. Tôi sống chẳng khác nào một thằng câm có miệng mà không bao giờ nói được. Gặp vợ tôi không dám nhìn, dám nhận, còn đứng trước con tôi thì tôi chỉ cúi mắt làm tình. Cho nên với bà tôi chỉ cùng một lời khuyên là bà hãy về đi, đừng bận biểu gì thêm nữa. Đưa con bất hiếu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại đây mà chuốc quà cho mình. Tai quả gì cũng sẵn sàng gánh chịu, ông hãy chỉ đường cho tôi đi kiếm đứa con bất hiếu để tôi chết trước mặt nó cho nó vui lòng. Không được. Tại sao? Tôi cấm bà. Cấm tôi? Ông có quyền gì mà ông cấm tôi? Quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm tình. Vội đêm đã từ lâu, chồng con rời ra đôi phương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương héo khô lòng. Trời ơi, phải chăng người cũ trở về? Tôi đang sống thật ở cõi đời hay trong giấc mộng đêm buồn? Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây. Ông đây mà. Bà. Phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm không phút giây nào tôi nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao đã cho vợ chồng tôi còn có phút giây này. Ông. Còn con Phụng, con của tôi bây giờ mắt mũi nó ra sao? Ông đây mà, con nó ở nơi đâu? Nó nghe béo hay gầy, đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con. Bà hãy về đi. Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc? Vì tôi sợ. Ông lo sợ điều gì? Tôi sợ chết bà. Từng tuổi này tóc quý bạc đi da nhăn, ông còn sợ chết đi hay sao? Không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho cả con mình. Mười mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi nhìn con mà sợ cho con. Ông nói gì mà tôi không hiểu? Tại sao ông sợ cho con? Tại vì nơi đây là một phiên chợ, ai muốn ra vào tùy ý. Thưa tiểu thơ, bà này là... Là ai thì bọn quân canh cũng phải bị trừng phạt vì không cánh phòng cẩn mật. Lão hãy ra truyền thai toán khác và phạt giam chúng 3 ngày. Tiểu thơ, đây là giả định đi ngay. Xin dân, đi bà. Bà này ở lại. Tiểu thơ, bà này là một bà điên mà. Định của ta đi. Dân. Tại sao bà lại cười? Tôi điên mà, tiểu thơ không thấy sao? Tôi cười mà sao nước mắt của tôi rơi? Chảy dài trên những
chúng ta thương. Còn tôi là một đứa con gái mất nết mưa thầm. Tôi phải tìm đến đây mà nghe bắt khi nó trở về. Nước mắt bà rơi làm cho tôi xúc động. Bà điên thật hay giả dạng mà thăm dò quân tình. Tiểu thơ đừng vội vã mà kết tội quan tôi. Không lẽ con gái bà là tôi mà có mặt trong đoàn quân diễn bà kêu hùng? Không, con gái tôi không là người mong cô. Nó sắp trở lòng phản bội cùng A Khắc Lữ nên nghĩa châu trần. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng. Nên bắt đi về dạy lại, nó phải trọn lòng yêu mến quê hương. Phượng Tường con tôi đâu rồi? Trời ơi, từ ngục lãnh trở về con từ đâu dân gian. Nhìn căn nhà quang lạnh, lòng cha mẹ già bóng quên hết nỗi nhục đau xiềng xích. Vì lo sợ con dũng dại quyên sinh bố mẹ cha cô độc ở trên đời. Với những đau thương dồn dập, nghẹn tiếng câm lời. Phượng Tường ơi, cha mẹ chia nhau tìm con khắp chung. Lo sợ ngập lầm dõi mắt chập chờn trong những bước chân sung. Phượng Tường ơi, con ở đâu mẹ tìm dọc bờ sông. Mong đừng bắt gặp trên bờ đôi dép nhỏ, hoặc chiếc cao chiếc cằn của con nằm trơ trọi đó. Như bão tan thương con ly biệt cõi dương trần. Trời ơi! Không, không phải của Phượng Tường. À, hay là của nó đây? Cũng không, không phải của Phượng Tường. Lạy trời, lạy trời, không phải của Phượng Tường. Đừng giải khờ bỏ cha mẹ nghe con. Trời ơi, như quả Phượng Tường đáy nước trầm thâm, hay phải nhìn con tôi đang treo lơ lửng. Phượng Tường ơi, chặt mẹ cha chết chứ làm sao mà sống được. Ngày tán giàu ra yêu hoành với đôi vợ chồng già. Lòng mẹ bây giờ vừa lo sợ vừa đau đớn xót xa, sợ gặp con như những dấu vết quán khiến tuyệt vọng. Hay con lên
thanh miếu thần hoàng vĩ đi cuộc sống. Phương tường ngồi đới chân già rung rẩy dài thiền. Phương tường, đừng đau thương làm bậy nghe con. Con có đang buồn không vậy con? Con ơi, con à, con ơi, con, cha, con ngồi đây mà cha tưởng con đi đâu làm cha hết hồn. Con ra ngoài này, cha đốt đèn lên cho sáng nghe con. Đi con, ra đây con. Mẹ con đâu rồi cha? Tội nghiệp. Giờ này có lẽ mẹ con đã tới miếu thành hoàng rồi. Nếu không gặp con nữa thì bà sẽ đi dài theo bờ sông để kiếm. Con à, con biết miếu thành hoàng không con? Dạ không. Cha mẹ về nhà không có thấy con. Kiếm những chỗ quen cũng không gặp. Con hãy tưởng tượng coi, cha mẹ lo sợ tới mức độ nào. Con à, con đi đâu vậy con? Con đến biệt cung của quận chúa. Chắc là quận chúa cho gọi con đến à. Dạ, quận chúa nói với con rằng. Khỏi con, cha thừa biết bọn quyền thế đó họ nói với con những gì rồi. Cho nên con mới về nhà, lặng lẽ ngồi yên trên khung cửi. Phương tường. Dạ. Sao con không ngồi những nơi khác? Có phải con cảm thấy lưu luyến chỗ ngồi quen thuộc của con chăng? Bởi vì khi sắp sửa đi xa, người ta bỗng nghe qua lá vườn xưa thì thầm lên tiếng. Những vật vô tri giác nó cũng còn có linh hồn nữa con à. Thưa cha, con không đi đâu đâu. Con, sao con không đốt đèn lên? Có phải con sợ ánh sáng làm cho niềm tuyệt vọng của mình lộ liễu? Con, sao con không khóc vậy con? Có phải vì nỗi đau buồn đã cùng cực, cho nên nước mắt chỉ chảy vào chứ không thể tiết ra? Con à, Phương Tường, con làm cha sợ lắm nghe con. Cha đã nói đúng tâm sự và ý nghĩ của con. Cha hãy quở rầy con nữa đi. Cha hãy nặng lời, cha hãy to tiếng, để cho con cảm thấy mình đang được sống dưới mái gia đình, hưởng câu phụ tử thâm tình, cho lòng bớt bơ vơ những lời dịu ngọ của cha, làm cho con thấy khác xưa. Bởi con quá dại khờ nên làm khổ lụy sống thân. Cha có niềm vui không tả khi gặp con ở tại nhà, thì đâu có lý do nào cha nặng tiếng cùng con thơ. Cha thân con đầy tội lỗi không đáng sống trên đời. Phương Tường, cha buồn lắm. Cha phải hạ mình mà nói với con rằng nếu con chết thì cha cũng không còn tiếc sống ở trên cõi đời này nữa. Cha ơi! Con ơi! Con đâu biết mỗi lần cha gánh hàng ra tới chợ, người ta thường hỏi
Sao ông không để con Phượng Tường nó đi mang thai ông? Cha mới đáp lại rằng: con gái của tôi nó còn khờ dại giữa chợ đông, sợ lời lẽ thiếu khôn ngoan rùm mít lòng người quen biết. Chớ cha dám đâu thu thiệt rằng vợ chồng mình gặp cảnh cha già con muộn. Chẳng thà mình dầm mưa dại nắng để cho đứa con cưng nó tận hưởng tuổi xuân. Hồng rồi mai kia còn chẳng gối theo chồng nơi xứ lạ quê người, biết con gái của mình có được hạnh phúc hay không. Thế nên trong những ngày kề cận sống thân, cha mẹ muốn gánh gồng tất cả nỗi gian lao để cho con được sung sướng phần nào trong thời còn son giá. Chỉ vì chuyện yêu đương của con mà cha mẹ biết dương dòng lao ly, nên con muốn chết để tạ tội đi sông đơn. Tôi từ ngày sinh một trai thì người ta coi như có, mà 10 đứa con gái thì họ kể bằng không. Còn cha mẹ đây chỉ có một cây một trái, thì dầu cho con là gái, cha mẹ cũng quý con hơn ngọc hơn vàng. Con ơi, con có nghe tiếng ngắt trong những buổi trưa nồng, mời đừng gả con xa, chim kêu vườn mô biết nhà má ở đâu. Đồ con thấy chưa, con người ta có chồng còn không muốn theo chồng xa xứ. Còn con tại sao con đòi tự tư, để cho cha mẹ già phải sống chịu hoành hiu. Rồng, con chưa một ngày báo bổ nghĩa trọng tình thâm, thì nay có ly đâu con mang tội bất hiếu, để kẻ già quằn quại góc măng non. Con xin cha già hãy yên tâm, trong lòng kẻ thơ không còn dương mang ý chết. Bởi vì đời con là lá biếc, là hoa tươi đang băng níu cành vàng, cây đã trúc dòng nhựa sông, cho lá nọ thêm xanh, cho hoa kia vô sắc như nọn nà. Phương Tường à, con đừng dối gạt cha mẹ nghe con. Thưa cha, con đâu dám. Phượng Tường ơi, ngày con mới mở mắt chào đời, cha mẹ mừng vui hơn là bắt được bạc vàng châu báu. Con nở nụ cười, cha mẹ chỉ xiết hân hoan. Con bỏ ngủ bên ngăn, cha mẹ nghe gan bào ruột tắc
con mới lo chạy thuốc thang chân không bén đất. Cha phải bỏ hàng không đi họp chợ phiên. Nói lại con nghe không phải cha muốn kể công lao sân thành quảng dường, mà để cho con thông cảm được nỗi vui mừng của bậc làm cha mẹ. Chỉ xem con là lẽ sống chỉ vì con mà vượt bao đều cay đắng gian truân. Ô kìa Vân Huynh, cơn gió nào đưa đến? Ô thật là may mắn. May mắn à? Nhưng mà cho huynh hay cho đệ? Thì cho huynh mà cũng cho đệ luôn. Không biết đệ được may mắn chuyện chi cho ngu huynh thì phải nói là không may mới đúng hơn. Không may? Mà chuyện gì vậy Vân Huynh? Chẳng dâu chi hiền đệ, từ ngày nhìn lầm hiền đệ là đứa em gái thật là của ngu huynh. Mẹ ta bệnh liệt giường, càng ngày càng yếu thêm ra. Có lẽ vì thương nhớ nên tâm bệnh mới trầm kha. Vội vã vào nơi thăm cung, nhờ người ra chẩn mạch bệnh tình. Trời ơi, cũng vì ta mà mẹ, mẹ huynh thọ bệnh. Thiên công sao khắc nghiệt, để phận này tình đó mà phải chia lìa. Mẫu tử tình thâm thâm thiết, càng nhắc lại càng đau. Mẹ huynh túi hạt đã cao, chỉ e không thấy được ước nguyện. Lần thứ hai ta thấy để trào dâng cho người xa kẻ lạ, phải chăng đây là những xúc động chân thành? Huynh vui lòng cho tiểu đệ nối gót đi theo về, xa tài chân mạch cho ba mẫu rồi sẽ phục thuốc ký kê thang. Vì sẵn ngựa ngoài kia, ta đi liền, mau đi em. Vâng, chúng ta lên đường. Đệ ơi, hiền đệ ngồi chơi, uống trà nhé. Chờ huynh vào bấm trước cho mẫu thân. Vân Huynh tự nhiên lo bổn phận. Trời ơi, cây có cội, nước có nguồn, hòn máu này ai xẻ thịt banh da, mà mẹ đó ta đây sao đành trơ mắt ngó. Phẫn quần thoá sao cầm gươm cởi ngựa, đổi mão mang hia, gạt đời dối thế thêm nặng tội khi quân. Mời hiền đệ quá bước vào trong, mẹ già khoác khoái. Ba mẫu thế nào hả Vân Huynh? Khoác khoái chờ mong thầy thuốc, mong thầy thuốc mắt tay bệnh già mau thiên giảm. Mẹ ơi, mẹ nhớ làm như vậy nghe mẹ, nhớ nghe mẹ. Dạ thưa mẹ, dạ có Trung Võng Hầu Sở Tần Khanh đến chẩn mạch cho mẹ đây mẹ ơi. Ai đó, mẹ mệt quá. Dạ con, dạ tiểu điệt, là Sở Tần Khanh đến vấn an ba mẫu. Thằng Lương đó phải không con? Mẹ chết mất con ơi. Mẹ, đây là sở hầu chứ có phải em con đâu mẹ. Thôi im đi, mi đừng hòng gạt ta nữa. Con ta vừa bước qua ngạch cửa,
Trăng trối nhìn bà mẹ hao gầy hốc hác mà nước mắt đã đông đầy. Con ơi thương nhớ còn nguyên nhưng tuổi tác đã hao gầy. Con hãy đến đây cho mẹ bồng mẹ ấm, như thuở nào con mới nằm nuôi. Trời ơi ngày tàn tháng lũng lũng nhớ nhung, hình bóng con chập chờn trong cơn mê thảm thuốc. Sớm ngóng chiều trong lòng như lửa đốt, để được cùng con rồi nhắm mắt đi theo chồng. Mẹ tôi đau nhiều cho nên tâm thần mê hoảng, phần nhớ con nên trong gà quá quất. Có điều chi sơ sót, xin hiền hầu hãy nể chút tình bằng hữu mà bỏ qua cho. Thành trang má phấn bụi hồng, để xuân khuya hầu bên ba mẫu, cũng giảm được phần nào nỗi nhớ niềm thương. Bằng như dân tần nương có giả trai mà không nhìn mẹ, chắc là nàng có lý lẽ riêng tư. Xin ba mẫu giảm sầu bớt thảm, để cho con ra tay chân mạch đón bình tình. Nhìn thấy mặt con mẹ nghe như hết bệnh. Dân Nhi đâu? Thôi bọn chúng dọn tiệc tẩy trần để mẹ con ta uống mừng giờ tướng hội. Mẹ, mẹ ở đây là Sở Tần Khanh chứ đâu có phải là dân Tần Nương đâu mà. Dân Nhi, sao hôm nay con lại vô lễ với mẹ vậy? Dạ, con đi đây nè. Bay đâu? Hãy bài tiệc cho mau. Hiền hầu, hiền hầu cũng chiều mẹ tôi. Mẹ tôi trong cơn lâm trọng bệnh, tôi mang ơn hiền hầu nhiều lắm. Tần nương ơi, hãy uống với mẹ đi mừng ngày tái hôn. Biết về cao xanh có mắt thần thánh của tay, uống đi con. Phải con gái của mẹ là trai, thì đời nào mẹ thèm thương nhớ. Thương nó phẩm liễu bầu nhược chất, mà phải nói trôi luôn lạc nơi xưa là quê người. Thêm đôi ba chúng nữa cho vui nhà vui cửa đi con. Trời ơi sao bỗng nhiên đầu dáng mắt qua người đi, chữa bệnh qua ra người thổ bệnh. Dân hội để xin cáo biệt, hẹn một ngày đoàn tụ Sở đệ, hãy cạn thêm chút nữa cho mẹ, mẹ huynh vui vẻ. Dạ, đệ xin được phép. Kìa kìa, sở đệ, sở đệ. Mau cởi đôi hia cho ta từng trong đục. Ồ, đôi chân bé nhỏ, ngót sen có một trang quốc sách. Xem lại ngón tay út bên trái coi sao. Mẹ, quá là dân tầng nương chứ không ai khác đâu mẹ ơi. Con ơi, con. Mẹ ơi, hơn 10 năm dài khổ đau chập chờn giấc mơ hộp phố, mẹ cứ khóc nữa đi cho sầu tan thảm biên bụi châu về. Từ đây mẹ sẽ trọn niềm vui gối tựa dây cây, khi có dân tần nương phụng thờ sớm tối, một nhà mừng rỡ đoàn viên. Nhưng biết con nó có nhìn mẹ hay không, hay cứ khăng khăng một lòng ghé lành.
trên nước này không lẽ dân tần nương còn né tránh đã mang tội khi quân còn bất hiếu với quyền đường. Con nhắc đến mẹ đây mới nhớ tội khi quân không dễ gì đâu. Mừng gặp con chưa dứt đã lãnh tội đất đầu. Mẹ ơi năm xuân chưa kịp ấm lòng từ mẫu thì đông phong vội đem băng giá đổ về đây. Cũng tại vì đứa con bất hiếu nằm kia mà ra cả. Mẹ thư coi như nó đã thất lạc từ thuở đó, và coi như mẹ con chưa gặp lại bao giờ. Không, ta là để mẹ con ta nhìn tan mắt nhau rồi ra pháp trường cùng chịu chết. Không được nhìn con lòng ta cũng mòn mỏi lần hồi, thà được đồng phùng có chết cũng vui hơn. Kìa mẹ, em con Sở Hiền Hầu đã tỉnh lại rồi mẹ. Dân Tần Nương, Dân Tần Nương con. Mẹ con, mẹ ơi bấy lâu nay con nuốt sầu uống thầm, căng răng cầm ninh để mẹ nuôi mãi chuỗi đau buồn. Giờ vẹn danh chi mà hiu chẳng tròn, nay bị anh con thuốc hại thì con cũng lỡ thiên hùng anh. Với triều đình đã qua tước dương, đành mang tội khi quân. Thôi thì cả gia đình ra chịu tội với thánh quân. Hay là mẹ đến nhờ cậu con bào tâu trước điện tiền cho trả áo mão công hầu, xin cái họ sửa tên để mẹ con để huynh đoàn câu cho vẹn câu mẫu tử thâm tình. Để con sang